Sáng nay, ngày 15 tháng 4, Ban tổ chức Thành ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy được nghỉ thôi việc. Theo nghị quyết số 159 và nghị quyết số 279 của Hội đồng Nhân dân thành phố kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, cùng với đó bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những quá trình công tác, cống hiến của đồng chí Nguyễn Viết Hùng tại Ban tổ chức Thành ủy. Bên cạnh đó, kỳ vọng đồng chí Nguyễn Trọng Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, phát huy năng lực. Đồng thời khẳng định, việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ luôn là ưu tiên của Thành ủy Đà Nẵng. Đề nghị tập thể Ban tổ chức Thành ủy đoàn kết, phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.